Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024, ngày 2 tháng 10 năm 2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, bí thư quận ủy Thốt Nốt, cùng đoàn đi thăm chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tại các phường trên địa bàn quận. Hiện thốt nốt có chính cụ trên 100 tuổi. Tại các gia đình, lãnh đạo quận đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chúc các ông bà, người cao tuổi luôn sống vui, khỏe và là chủ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tuyên truyền vận động gia đình, chấp hành các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, đề nghị cấp quỹ chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn. Trước đó, Bí thư quận ủy Thốt Nốt cũng đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi không nơi nương tựa quận Thốt Nốt. Hiện tại, trung tâm đang nuôi dưỡng 16 cụ và 2 trẻ mồ côi. Ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương, trung tâm còn được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các mạnh thường quân, giúp các cụ có thêm điều kiện sống vui, sống khỏe, sống có ích.